Trong lịch sử điện ảnh và truyền hình Việt Nam đã có biết bao tác phẩm đi vào hàng triệu trái tim của khán giả, khích lệ lòng yêu nước chống quân xâm lược. Biết bao tác phẩm đã phản ánh trung thực cuộc sống xã hội để làm bật lên những tình cảm, tâm hồn và nhân cách đẹp đẽ của con người Việt Nam. Trường Đại học Văn Lang được thành lập từ năm 1995 là một trường đại học có uy tín về đào tạo chất lượng cao. Hiện tại, trường đang đào tạo 46 ngành. Đứng trước nhu cầu về văn hóa giải trí ngày càng cao của khán giả, cũng như đáp ứng các nhiệm vụ chính trị và xây dựng con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, lãnh đạo Trường Đại học Văn Lang đã quyết định thành lập khoa nghệ thuật, sân khấu và điện ảnh. Chúng tôi thành lập cái khoa nghệ thuật, sân khấu, điện ảnh vừa là cái sân chơi cho sinh viên, vừa là cái nơi chúng ta thể hiện được những cái điều mà chúng ta mong muốn để làm sao phát triển được cái văn hóa Văn Lang cũng giống như là cái văn hóa của dân tộc Việt Nam. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, nhà trường đã mời một đội ngũ giảng viên có uy tín và chất lượng của chuyên ngành, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và một lực lượng đông đảo các em trẻ được đào tạo từ Mỹ, Nga và các nước châu Âu. Phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Phan Bích Hà, tốt nghiệp khoa điện ảnh học Trường Đại học Điện ảnh Liên bang Xô Viết, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, người đã đạt nhiều giải thưởng trong các tác phẩm lý luận và phê bình điện ảnh. Đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017, đã đạt nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam và quốc tế, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Đặng Lưu Việt Bảo, tốt nghiệp đạo diễn tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Xô, đã có một số phim đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Minh Hạnh, cử nhân nghệ thuật, đã tham gia đóng nhiều phim và đã có nhiều kinh nghiệm giảng dạy diễn viên. Thạc sĩ Paul Michael Corman, giảng dạy môn âm thanh và âm nhạc, giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho đạo diễn và tiếng Anh thực hành cho diễn viên. Thạc sĩ Dương Đức Lâm, tốt nghiệp tại Liên bang Nga, giảng dạy về quay phim và nhiếp ảnh. Thạc sĩ Lê Anh Trung, tốt nghiệp tại Mỹ, giảng dạy môn đạo diễn và sản xuất điện ảnh. Đạo diễn Trần Minh Ngân đã từng đoạt giải Cánh Diều, giảng dạy môn diễn xuất trước ống kính. Thạc sĩ Nguyễn Thị Quý và Đào Trần Ngọc Hân đảm nhiệm một số môn kiến thức cơ bản. Nhà hát truyền hình Văn Lang sẽ là nơi thực tập của diễn viên và đạo diễn trong các vai diễn cũng như các vở diễn, và cũng sẽ là nơi ra mắt phim tốt nghiệp của các sinh viên. Năm 2020, Đại học Văn Lang quyết định mở ngành nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Đây là một ngành quan trọng để hoàn thiện quy trình đưa Đại học Văn Lang trở thành một trường đại học đa ngành, trong đó đặc biệt là các khoa xã hội, nhân văn và nghệ thuật. Cái định hướng phát triển của khoa nghệ thuật sân khấu Văn Lang đó thì là một cái tầm nhìn dài hạn. Chúng ta thấy là Hàn Quốc, một cái đất nước có lịch sử tương đồng, nhưng mà tại sao văn hóa họ truyền bá ra các nước rất là tốt là thông qua điện ảnh. Từ cái công cụ đó thì chúng tôi thấy là có một cơ hội cực lớn cho cái khoa nghệ thuật sân khấu điện ảnh của Văn Lang để xây dựng một chiến lược đưa cái văn hóa, đưa cái tinh túy của Việt Nam ra với thế giới.